sẽ ra sao nếu thế giới không có Avenger hay Liên Minh Công Lý? Chả sao. Cần gì siêu năng lực khi bạn có thể mồ côi và thừa kế vài chục tỷ đô của gia đình để lại? Đó là câu chuyện của Brit Brit. Nhưng mà trước khi vào video thì nếu bạn yêu thích game thì hãy đăng ký ngay Mì Tôm Hai Trứng. Nơi chúng tôi biến bạn từ một người không biết gì về game hoặc là hiểu biết về game thì yêu thích và đam mê game hơn. Cùng với đó là hãy mua áo của Trung Quấy, shop bán áo chính thức của hệ thống The Reviewer. Ở đây chúng tôi có đủ các loại áo mẫu mã từ phim, game, anime và tất cả các siêu anh hùng bạn muốn hóa thân. Ngoài ra chúng tôi còn bán cả tranh cùng rất nhiều chủ đề và sắp tới sẽ có thêm rất nhiều thứ hay ho nữa. Link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Quay trở lại với video, bộ phim sau đây kể về Brit Brit, một thanh niên nhà giàu tiền tiêu không hết. Bố Brit vừa mất nên anh phải nhân dịp này trở thành siêu anh hùng. Nghe thì Batman nhưng đó lại là ông bắp cải xanh. Từ nhỏ thì Brit đã không ưa gì bố mình. Bố ơi, này con đã đánh lại mấy thằng bắt nạt. Không sao đâu con, chúng ta vẫn còn bắt nạt ở nhà mà. Bắt nạt ở nhà đâu? Đấy, bố anh là một chủ tòa soạn báo, một người chỉ biết công việc, không quan tâm đến suy nghĩ của Brit và rất hay đổ lỗi cho anh. Mối quan hệ bất ổn của hai người cứ thế kéo dài đến 20 năm sau. Thành phố LA lúc này đang trong thời kỳ hỗn loạn, các băng đảng tội phạm mọc lên như idol TikTok, cầm đầu bởi Chernovsky. Nhưng mà những bức tường cao thì cũng sẽ có lúc trái chân lọt vào. Vẫn có mấy thằng choài choài xưng vương xưng bá trên địa bàn của Chernovsky, buộc hắn phải đến tận nơi để dẹp tiệm. Mày biết tao là ai không? Tao là Chernovsky. Lewandowski cầu thủ à? Chernovsky. À ok, Chernovsky, nghe kỹ này. Đời mà ông, tội phạm gì tên thì khó đọc, mặt thì như mấy thằng bán bánh kép ở phố tàu. Ra đường nhìn ông này thằng nào sợ. Nhìn đồng hồ của tôi chưa? Về vườn tham, ok bro. Bị mấy thằng nhãi giành xúc phạm, Chernovsky lôi súng ra giết gần hết, khiến thằng nhãi vừa lên giọng có rúm người sợ. Thế bây giờ ta phải làm gì để chúng mày sợ nào? Bro về đổi cái tên đi, tên khó đọc vãi hồng. Chernovsky dọa xong thì ra về, không quên tặng kèm mấy thằng cu một voucher C4, đủ để hiểu tầm cỡ của ông trùm tội phạm. May đến nơi cách đó vài km, Brit lớn đang tiệt tùng thâu đêm suốt sáng. Từ lúc mối quan hệ của anh và bố gặp vấn đề, thì anh cứ tiêu tiền chơi gái xả láng cho ông bố tức chơi. Mày định như thế mãi à? Ừ. Ok thế thôi. Người bố thất thần quay đi trước sự hả hê của Brit, nhưng mà cậu không biết rằng đó là lời cuối cùng cậu được nghe từ bố mình. Ông tử vong do bị một con ong chích, để lại cho Brit một đế chế truyền thông mà ông đã gây dựng, và từ hôm nay nó là của anh. Nhưng khổ cái là từ bé đến giờ nửa chữ trên báo ông lại cũng không đọc. Thế là Brit giao hết việc cho người cộng sự của bố để về nhà tận hưởng ngôi nhà từ nay chỉ còn là của riêng mình. Sáng tỉnh dậy cùng tận hưởng một ly cà phê ban mai. Nhưng mà cà phê hôm nay có vị hậu môn, vì anh đã đổi việc tất cả những người làm việc cho bố mình. Đến khi cả bố mất thì Brit vẫn không ưa gì ông. Nhưng mà người pha cà phê của bố thì pha ngon phết nên là anh mới về. Đó là Kato, một thợ cơ khí, người chăm lo xe hơi cho bố của Brit, kiêm pha cà phê. Cậu là Kato? Ừ, cậu là người Nhật? Không, tôi là người Trung Quốc. Cậu là người Trung Quốc với quả tên Nhật nhất mà tôi từng biết đấy. Ly cà phê vô tình kéo Brit gần hơn với Kato, hai người ngồi lại tâm sự. Tôi mồ côi từ nhỏ. Ok bro, từ nay anh là bạn thân của tôi. Brit tuyển Kato làm thợ pha cà phê chính thức của mình và được Kato giới thiệu cho vài đồ chơi mà anh đã chế. Một chiếc xe với kính chống đạn, lốp tựa vá, bánh răng cưa và rất nhiều phát minh khác của Kato. Sau bao tháng ngày rượu chè tiệc tùng, chưa bao giờ Brit yêu vật lý và hóa học đến thế. Brit hỏi Kato thấy thế nào về bố mình. Bố anh như... À, chỉ kỷ đây rồi. Hai người bắt đầu nói xấu về ông bố đã khuất. Cả đời ông chưa bao giờ công nhận Brit. Thế mà giờ họ còn tạc tượng ông như thế oai lắm. Và thế là Brit nảy ra ý tưởng óc chó nhất cuộc đời, rủ Kato đi cưa đầu tượng bố mình. Đầu thì đã lìa khỏi người, nhưng mà Brit vô tình thấy một nhóm người đang cướp của một đôi bạn trẻ. Thanh niên nổi máu anh hùng, nhưng mà anh chỉ là thằng công tử bột, tay hay biết vỗ bông gái chứ biết đánh nhau đâu. Kato phải chạy đến ứng cứu. Anh này là người Trung Quốc nên võ công cao, cộng thêm một chút kỹ xảo điện ảnh, anh trở thành pháp sư võ công cao. Kato xử lý hết nhóm cướp, Brit ăn hơi phát cuối và hai thằng lên xe tẩu thoát. Cảnh sát đến đuổi theo chiếc xe, Kato dùng bánh răng hất văng xe cảnh sát. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu Brit cảm thấy phấn khích đến như vậy. Thế là anh nảy ra một ý tưởng mà bất kỳ thằng tỷ phú mồ côi cha mẹ nào cũng làm. Trở thành siêu anh hùng. Vừa đúng lúc TV đưa tin về vụ cưa đầu tượng, thay vì vinh danh hai người hùng thanh toán nhóm cướp, họ chỉ chú tâm vào cái đầu và gọi Brit và Kato là tội phạm. Thế là Brit nảy ra một ý tưởng táo bạo hơn. Anh muốn trở thành một anh hùng nhưng mà là phản anh hùng. Tội phạm cũng phà mà cảnh sát cũng chạm, gặp ai đánh nấy. Nhưng mà bro, tao là người đánh mà, mày làm gì đâu? Tao giàu. Và hai thằng quyết định sẽ làm tên tuổi của mình nổi như cồn. Điều này thì quá đơn giản với Brit vì anh có tòa soạn nhà chồng được. Brit yêu cầu tạm dừng tất cả thông tin báo chí lại và tập trung hết vào việc đưa tin cho anh và Kato. Brit nhớ ra bố mình chết do một con ong chích và thế là anh quyết định gọi mình là ong xanh. Nghe hèn quá nhỉ. Thế là Kato đã cho anh một option xịn sò hơn và ong bắp cải xanh chính thức ra đời. Hàng loạt tờ báo với tin tức về ong bắp cải xanh lên trang nhất. Chernovsky khá bất ngờ về cái tin vớ va vẩn. Ông chặt đầu người mà chả ai thèm đưa lên báo. Nhưng mà thấy chỉ là bọn trẻ con nên cũng không quan tâm. Người thực sự cần lo lắng là công tố viên Frank. Việc tội phạm xuất hiện ngày càng nhiều sẽ ảnh hưởng đến kết quả bầu cử của ông sắp tới. Đã thế tin tức tội phạm lại cứ được đẩy lên trang nhất. Brit thì biết gì đâu, chả quan tâm đến ông nọ bà kia. Nhà ta làm báo, tao thích đăng gì chả được. Đang trong cơn đần thì một cô nàng tên Casey đến ứng tuyển làm thư ký. Nó vô tình lại là một người am hiểu bộ môn tội phạm học. Brit nhờ cô đưa ra ý kiến về ong bắp cải xanh.
nếu Casey là ong bắp cày xanh thì cô sẽ làm gì tiếp theo? Đầu tiên là cô sẽ đổi tên, nghe đần vãi. Điều thứ hai là ong bắp cày xanh nên chiếm nhiều quyền lực hơn, tạo tiếng vang ngoài đường phố chứ không phải trên mặt báo. Brit ngộ ra chân lý, anh tuyển Casey làm thư ký kiêm chiến lược gia của ong bắp cày xanh. Tất nhiên là Casey không biết. Còn Brit thì về nhà chuẩn bị kế hoạch cùng Kaito. Để có thể làm người hùng thì họ cần trang phục và rất nhiều đồ chơi. Trong lúc Kaito một mình chế tạo mọi thứ từ xe, súng, trang phục thì Brit làm thằng đần pha rượu, pha chè, có ý tưởng mang tính khoa học vã lì. Sau này làm cái ghế bật dụng ích quá này. Nhưng mà tiền thì anh có. Ong bắp cải xanh lốt đỉnh 100%. Kaito giới thiệu cho Brit con hàng ưng ý nhất của mình, người đẹp đen nhưng mà không phải Rihanna. Hai người ra phố tiến hành công cuộc anh hùng. Brit nhờ Casey gửi cho họ cái bản đồ tội phạm. Thế là hai người đến khu phố thường xảy ra buôn bán ma túy nhất. Brit hổ báo cáo trộn ra ngoài, suýt thì bị bọn côn đồ đập trò trận. Kaito thì tiếp tục sử dụng phép thuật trung hòa xử lý hết bọn côn đồ. Một tên khai ông chủ của chúng là Chanovsky. Brit dí súng phun lửa vào đầu hắn, bắt hắn khai ra vị trí khu chế thuốc. Brit và Kaito la vào với một thái độ niềm nở. Anh đưa cho tên quản lý ở đây một lời nhắn tới Chanovsky, chính thức đưa ra thông điệp chống lại ông chủ tội phạm, rồi chiếc xe phun lửa đốt cả xưởng. Điều này khiến Chanovsky mất một khoản tiền lớn và tất nhiên hắn ta không vui. Một chùm tội phạm khét tiếng lại bị mấy thằng cosplay Halloween phá hoại. Sau một đêm tung hoành, Brit đã có quá nhiều đề tài cho tờ báo và điều này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến công tố viên Frank, người bạn của bố Brit. Thế thì Brit càng dí bộ phận sinh dục quan tâm, anh càng muốn làm to chuyện hơn nữa. Nhưng mà người cộng sự của bố khuyên anh là đừng cố quá, không lại quá gố, đụng vào chuyện chính trị là khó sống lắm. Nhưng mà Brit mặc kệ, anh vẫn tiếp tục ra đường chống tội phạm, vẫn trêu đùa với cảnh sát, vẫn lên báo đều đều. Có thể nói làm ong bắp cải xanh bây giờ là vua mọi nghề. Tình huynh đệ của Brit và Kaito cũng tăng lên. Kaito tặng Brit một khẩu súng thuốc mê để bù lại khả năng thực chiến đần độn của anh. Brit có chút tự ái, mình ngủ tự bán mặt mình, ngủ một giấc. Tỉnh lại sau một giây chuyển cảnh, nhưng mà đã 11 ngày trôi qua. Bro, ông ở đây là ngủ á, đấy là hôn mê. Tôi sửa lại thôi, bây giờ chỉ còn một tiếng thôi. Thật không? Thật. Trở lại công việc sau tháng ngày bất tỉnh, Brit đã bỏ lỡ nhiều thứ, nhiều nhất là việc Kaito đã nắng tay trên trong việc cơ cẩm Casey. Brit ghen tuông chạy ra yêu cầu Kaito đi pha cà phê cho mình. Kaito cảm thấy mình bị xúc phạm, huynh đệ khẳng khít lại cãi nhau vì gái. Brit tạm làm hòa được với Kaito, nhưng mà tối hôm đó Kaito nói dối đi uống với bạn và mò đến nhà Casey. Anh hỏi cô nghĩ sao về người cộng sự của ong bắp cây xanh, cô không quan tâm. Ok, em fine. Nhưng mà cô đưa ra lời khuyên cho hai tên tội phạm. Ong bắp cải xanh đã làm quá to mọi chuyện, khiến anh lọt vào tầm ngắm của quá nhiều người. Và ngày hai tên phải gánh hậu quả sẽ đến rất gần. Và điều đó thực sự xảy ra. Chanovsky đã rất bực mình vì sự xuất hiện của ong bắp cải xanh. Không những phá mất khu chế thuốc, tiếng tăm của ong bắp cải xanh còn khiến những đối tác của Chanovsky muốn tách ra làm riêng. Mà thằng nào phản thì Chanovsky chém hết. Sau đó gửi mail cho ong bắp cải xanh nói gặp mặt. Trong khi Brit háo hức muốn chạm mặt với Chanovsky, thì Kaito có phần e dè sau khi nghe lời khuyên của Casey. Nhưng mà Brit thì rất tự tin với khả năng của mình, thứ mà anh không có. Kaito ra sức khuyên Brit là đây không phải là trò chơi, chết bây giờ. Nhưng mà Brit vẫn tự tin, băng băng lao vào đối mặt với Chanovsky. Và đương nhiên nó là một cái bẫy. Chanovsky tính chôn sống hai người. Kaito thì nghĩ cách để thoát ra, còn Brit tự tin chỉ biết ngồi khóc. Kaito kích hoạt hệ thống tên lửa, hất tung toàn bộ đất đá lên trên. Chiếc xe ủi cạnh đó bay lên, vô tình giết vào cộng sự của Chanovsky. Brit và Kaito cắm đầu chạy. Chanovsky điên cuồng đuổi theo trả thù cho người anh em của mình, nhưng Brit và Kaito vẫn kịp chạy thoát. Kaito tức giận với Brit. Ngay từ ban đầu mọi thứ đều do anh làm ra, nhưng mọi chiến công đều bị Brit nhận lấy. Mặc dù Brit góp công lớn nhất trong mặt trận tài chính, nhưng mà anh chưa từng nói cảm ơn Kaito một câu. Mà đàn ông thì không nói nhiều. Hai thằng lao vào đấm nhau. Brit vô tình đẩy Kaito xuống bể bơi, nhưng mà Kaito không biết bơi. Anh ném cho Kaito một cái phao và sa thải anh. Kaito đến tìm Casey xin giúp đỡ, nhưng cô cũng đã bị Brit sa thải do dính líu với Kaito. Sau cùng thì sức mạnh đến mấy cũng thua sức mạnh đồng tiền. Ở một nơi xa, Chanovsky đang tổ chức tang lễ cho người anh em của mình. Hắn đưa ra một lệnh săn thưởng cái đầu của ong bắp cải xanh và tung nó lên thị trường sát thủ. Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhốn nhào truy tìm danh tính của ong bắp cải xanh. Chỉ trong một đêm, hàng loạt người thiệt mạng chỉ vì mặc đồ màu xanh lá. Brit nhận ra sự nghiêm trọng của vụ việc nên đã liên hệ với công tố viên Frank. Frank đưa ra một lời mời hợp tác. Brit sẽ viết bài bỡ đít hắn. Còn vụ giết chóc này thì Frank sẽ lo liệu ổn thỏa. Brit tuy đần nhưng mà được cái liêm chính, anh không chấp nhận lời đề nghị. Frank tiết lộ rằng ngày xưa chính bố anh đã giúp hắn tạo ra hình ảnh. Brit đặt lại đống hồ sơ và nhận ra bố mình đã giúp Frank lấp liếm các vụ án trong thành phố. Hóa ra ông bố là đồ khốn thật. Anh tìm đến Casey và nhờ cô giúp mình làm điều mà bố chưa làm được, đó là đưa mọi thứ ra ánh sáng. Trong lúc đó, Kaito nhận được mail từ Chanovsky, nay hãy đổi tên thành Bloodnovsky cho nó có màu sắc. Hắn nhờ ong bắp cải xanh giết Brit, phần thưởng sẽ là chia đôi Los Angeles để hai bên cùng cai trị. Tình cờ là Frank cũng hẹn Brit ra ngoài ăn với lý do xin lỗi về những lời nói không hay về bố anh. Và địa điểm chính là nơi mà Bloodnovsky hẹn ong bắp cải xanh để giết Brit. Có nghĩa là Bloodnovsky và Frank đã cộng tác bấy lâu nay, và giờ hai tên muốn bịt miệng tờ báo của Brit để Frank dễ bề bầu cử. Kaito lo cho người anh em của mình, lao đến nhà Brit lấy người đẹp đen, và một mình đến gặp Bloodnovsky. Kaito sử dụng súng tự động.
giả vờ như ông bắp cải xanh đang trong xe rồi đi vào bên trong. Trong nhà hàng, Brit và Frank trò chuyện. Hắn ta nói đã ép buộc bố Brit viết bài theo ý hắn ta và chính tay hắn ta đã tiêm thuốc độc giết chết bố anh, chứ chả có ông biết gì ở đây cả. Brit sâu chuỗi lại mọi việc. Ngay từ đầu, Frank đã liên kết với Chernovsky để làm chủ thành phố. Anh nhận ra bố mình không phải đồ khốn như mình tưởng. Lần đầu tiên trong đời, anh làm một điều có ích là thu âm toàn bộ cuộc nói chuyện vừa nãy. Frank thì vẫn tự tin là Brit sẽ bị ông bắp cải giết, nhưng mà bất ngờ chưa thằng lờ, tao là ông bắp cải xanh. Kato đến giải cứu Brit ra ngoài và hai người bị Frank và Budovsky truy sát để đòi lại chiếc USB. Sau pha giật đuổi trên phố, Brit và Kato dừng chân tại tòa soạn, mục đích là đưa đoạn thu âm này lên mạng. Chernovsky khôn nên đã thủ sẵn mặt nạ counter Brit. Anh không còn cách nào cầm chân hắn ta. Kato lao xe đến đón. Để an toàn, hai người phi hẳn xe lên thang máy cho nó cẩn thận. Brit đến được chỗ máy tính để tải lên đoạn thu âm. Hóa ra vẫn ăn hại như thường, nãy chưa bấm thu âm. Anh giả vờ như mình có đoạn thu âm thật, ném cho Frank chiếc USB. Ở phía ngoài thì Kato một mình đấu với nhóm của Budovsky. Trung Hoa bị cấm vận nên Kato bị áp đảo. Brit thấy người anh em của mình sắp chết thì kích hoạt pháp sư Mỹ Đình, nhưng mà chỉ dừng lại ở mặt hình ảnh. Kato nhân cơ hội thoát ra, chọc lòi mắt Budovsky. Cảnh sát ập vào, Brit và Kato lên xe tẩu thoát. Không muốn tên Frank thoát tội, Kato giật luôn Frank cho nó cẩn thận. Và chiếc kế bật của Brit vô tình có tác dụng cứu hai người. Nhưng ông bắp cải xanh đã bị bắn vào vai và cảnh sát biết điều này là Brit không thể đến bệnh viện. Họ đành phải đến nhà Casey. Nhưng mà kỹ thuật y học của Casey thì tỷ lệ nghịch với body của cô. Thế là Brit đành phải chờ đến sáng hôm sau, giả vờ như bị ông bắp cải ám sát bắn vào vai để Brit có thể đường đường chính chính đến viện. Mọi việc gần như êm xuôi, chỉ còn một việc cuối cùng, công việc quan trọng nhất trong đời của Brit. Hàn đầu tượng ông bồ lại. Và đó là toàn bộ những gì đã diễn ra trong ông bắp cải xanh. Bạn có thể có đầy đủ starter pack mồ côi và nhà giàu, nhưng nếu bạn không có một người châu Á bên cạnh thì bạn không thể trở thành người hùng. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer. Vui Vẻ, người chơi điện tử, người chơi đồ, người tối cổ, nhìn đồng thối tai, nhìn đồng bất não và mì tôm hai trứng để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.